Thưa quý vị và các bạn, huyện Bảo Lâm có địa hình dốc, đồi núi với nhiều sông, suối nên giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, đây là địa phương có trên 10 cây cầu treo lớn nhỏ. Trong khi đang chờ nguồn kinh phí đầu tư và nâng cấp, thì hiện nay hàng ngày người dân vẫn phải đi lại trên những cây cầu xuống cấp mong manh, tạm bợ và không thể chắc chắn an toàn. Nguy hiểm luôn rình rập. Có lẽ biển báo này không có ý nghĩa với người dân sở tại, bởi vì cây cầu treo cai bản bắc qua suối Đạ Noi tại tổ 15 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm chính là con đường giao thông huyết mạch quan trọng đi vào hai thôn Na Quang và Nao Đơ của xã Lộc Phú và hàng ngàn hecta đất sản xuất của người dân. Hàng ngày trên cây cầu này vẫn có hàng trăm lượt xe chở phân bón và vật tư nông nghiệp qua lại để vào vườn chăm sóc cà phê, hoa màu và con em của họ đến trường. Do không được nâng cấp sửa chữa nên toàn bộ mặt ván trên cầu và thanh chắn dọc hai bên đã bị mục nát, lộ ra nhiều khoảng trống, vô hình chung tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho người dân và phương tiện giao thông qua lại. Cầu hiện tại bây giờ là xuống cấp lắm rồi, bà con đi lại là rất sợ. Đó, khi nào nó sập xuống cái là coi như là không biết được. Đó, mong rồi các anh nhà báo về cấp trên sửa sau nó có cầu cho chúng tôi đi với. Vâng, rất là nhờ cấp trên thôi chứ giờ dân chúng tôi biết nói với ai. Chúng tôi là người dân mà thường làm vườn ở trong này thì mỗi một khi mà đi qua cái cầu này thấy rất là nguy hiểm. Anh em bà con cứ mỗi người nhặt tấm ván, tấm cây đóng vào chỉ được một hai lần chở một chuyến chè nặng đi qua là nó đã bong lên mất rồi. Mà những tình trạng nguy hiểm có thể là làm cũng không bất cứ lúc nào. Cho nên là người dân chúng tôi là mong muốn làm sao mà các cái cấp có thẩm quyền tu sửa khẩn cấp cái cầu. Cùng với cây cầu cai bản của thị trấn Lộc Thắng, thì cây cầu treo tại thôn 4 xã Lộc Ngãi cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay đang vào cao điểm của mùa mưa, nên dòng suối Đại Nga cũng cuộn mình trong những dòng chảy dữ dội. Vì vậy, cây cầu treo tạm bợ này càng trở nên mong manh, rình rập những ứng họa khôn lường. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, người dân địa phương cũng chỉ có thể dùng những tấm ván hay cây gỗ tạm, đóng tạm như thế này. Và cũng từ đây, nhiều sự việc đáng tiếc cũng đã xảy ra. Đó là đã từng có nhiều người rớt rồi. Rớt mà may là chưa chết người. Chưa chết người chứ đã từng nhiều người rớt xuống đây rồi. Mà cứ ván là một cái ngày qua mà xe chở hàng nặng, mà xe vận tải, chở chè, chở hàng hóa đi bán, đi chợ búa về, chở bao gạo, bao phân. Mà ván một cái này rớt xuống là chết người như coi như thấy. Tức là tự bỏ tiền ra mà tu sửa để mà đi. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là cái điều, tức là tiền của dân không à, chứ không có tiền của ai cả. Tiền quỹ của thôn bỏ ra, là vận động xin những cái nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân người ta cho thêm người một hai miếng ván, một cái cây để mà làm. Cái điều mong muốn nhất của dân ở đây giờ làm sao mà cấp trên cho quan tâm mà cho nhân dân được cái cầu để mà đi, vì đã gần 40 năm rồi. Là cái cầu này đã làm 40 năm rồi mà riêng cái đất này dân thôn ở là đã 40 mấy năm rồi. Trước thực trạng cầu treo trên địa bàn xuống cấp, nhu cầu đi lại của người dân thì lớn. Chính quyền xã Lộc Ngãi và thị trấn Lộc Thắng đã tổ chức kiểm tra, đặt biển cảnh báo, đồng thời có văn bản kiến nghị với các ngành chuyên môn và chính quyền huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên, mọi kiến nghị cũng chỉ nằm trên văn bản giấy tờ. Tình hình cái cầu thông tư trên đường Lộc Ngãi như vậy là cũng nhiều năm kiến nghị với là cái các ngành chức năng để xem xét là cái giải quyết cho cái cầu. Nhưng mà trong tình trạng thực tế thì công chí là cái cầu á là trong cái điều kiện là bị kinh nguồn kinh phí địa phương á, cũng chỉ có mức là hỗ trợ giải quyết tạm thời cho dân qua đi lại thôi. Hiện nay cái cầu nó xuống rất là trầm trọng, nguồn kinh phí địa phương không đảm bảo, huy động sức dân thì cũng chỉ mới xử được mặt ván trong thời gian qua, bữa nay nó tiếp tục là bị hư hỏng lại. Nên chuyến hôm nay tôi cũng kiến nghị là các ngành chức năng, đặc biệt có doanh nghiệp, rồi các ngành chức năng là xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ để có cái nhân đi lại đảm bảo, nhất là vào mùa bão năm nay. Theo thống kê, toàn huyện Bảo Lâm hiện có trên 12 cây cầu treo lớn nhỏ, trong đó có 10 cây cầu bị xuống cấp, phải tháo dỡ, cải tạo và đầu tư mới. Tuy nhiên, nghịch lý cho thấy số lượng cầu treo này lại nằm phần lớn ở các xã nghèo, nguồn vốn đầu tư xây dựng lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho việc giao thông đi lại, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và học hành của con em, huyện Bảo Lâm và các sở ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng cần sớm vào cuộc tìm giải pháp thực hiện.